Nằm ở cửa ngõ của tỉnh Điện Biên, huyện Tuần Giáo có 14 dân tộc cùng sinh sống. Tuy nhiên, bản sắc truyền thống văn hóa đang dần bị mai một. Trước thực tế này, các cấp hội phụ nữ huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên giữ gìn tiếng nói, trang phục, các làn điệu dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian và các món ăn truyền thống của dân tộc. Để góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Tuần Giáo trong thời gian qua, thì hội liên hiệp phụ nữ huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các gia đình hội viên phụ nữ thường xuyên nói chuyện trao đổi bằng tiếng dân tộc của mình trong sinh hoạt dạy dỗ con cái nói tiếng dân tộc và chị em phụ nữ cũng duy trì theo khăn piêu đối với dân tộc thái và theo váy áo đối với dân tộc mông dệt vải vân vân Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo hiện có trên 14.700 hội viên, trong đó có gần 90% hội viên là người dân tộc thiểu số. Bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo như thành lập các đội, câu lạc bộ văn nghệ, giữ gìn, phát triển nghề dệt thổ cầm, truyền dạy cho lớp trẻ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Mỗi hội viên phụ nữ trên những thôn bản đã đang trở thành nhân tố tích cực trong việc tiếp nối, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đã tổ chức các trò chơi dân gian thì tôi cũng vận động tuyên truyền các con em, con cháu là đi thi các trò chơi dân gian của dân tộc mình để nhớ lại của trò chơi dân gian ngày xưa chuyện ông cha ta truyền lại. ở mỗi địa phương trong từng cộng đồng dân tộc các cấp hội phụ nữ đã có nhiều cách làm thiết thực để bảo tồn văn hóa truyền thống góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng đặc biệt là lớp trẻ. Một năm mình đi làm mệt mỏi hay là mình đi học tập về thì mình mong ước là sẽ cuối năm sẽ được cùng mọi người tụ tập chơi với nhau, ném còm hoặc ném bao, trò, trò chuyện với nhau. Và đấy là điều của nhà từ hết năm là đầu năm đã bắt đầu mong mỏi đến cho cuối năm rồi bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, phụ nữ Điện Biên đã và đang góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc. Theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,